Quý khán giả đang trở lại với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp của đài IBC qua phần trình bày của sư ngôn viên Bảo Khanh và Tuyết Nha. Thưa quý vị, tháng 3 đánh dấu kỷ lục nóng nhất trên thế giới do vấn đề biến đổi khí hậu gây ra. Thứ ba vừa qua, cơ quan giám sát biến đổi khí hậu Liên Âu cho biết thế giới trải qua một tháng 3 nóng nhất trong lịch sử, chấm dứt 10 tháng liên tiếp lập kỷ lục nhiệt độ mới. Trong bản tin hàng tháng, cơ quan biến đổi khí hậu là Copernicus của Liên Âu đã cho biết mỗi tháng trong số 10 tháng vừa qua đều là những tháng nóng nhất thế giới so với tháng tương ứng trong những năm về trước. Được biết tháng kết thúc tháng 3 cũng được xếp hạng là thời gian nóng nhất từng được ghi nhận trên hành tinh. Từ tháng 4 năm ngoái tới tháng 3 năm nay, nhiệt độ trung bình toàn cầu hơn 1.58 độ C so với mức trung bình của thời kỳ tiền công nghiệp, nghĩa là từ 1850 tới 1900. Bộ dữ liệu của C3S có từ năm 1940 được nhiều nhà khoa học kiểm tra chéo với những dữ liệu khác nhau, xác nhận tháng trước là tháng nóng nhất từ thời kỳ tiền nông nghiệp. Thưa tiền công nghiệp, kính thưa quý vị, hàng hán do biến đổi khí hậu ở khu vực rừng nhiệt đới Amazon gây ra những vụ cháy rừng kỷ lục tại Venezuela từ tháng 1 tới tháng 3. Trong khi hàng hán ở Nam Phi thì tàn phá mùa màng khiến cho hàng triệu người đối mặt với nạn đói. Các nhà khoa học biển cũng cảnh báo vào tháng trước sự kiện tẩy trắng sang hô hàng loạt đang diễn ra tại Nam Bán Cầu vì nước ấm lên và là điều tồi tệ nhất hành tinh. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng nắng nóng là do phát thải khí nhà kính do con người tạo ra, những yếu tố khác như là El Nino, kiểu thời tiết làm ấm vùng nước ở bề mặt ở phía đông của Thái Bình Dương. Hàng triệu người Indonesia bất chấp tắc nghẽn giao thông trên đường về nhà trong dịp lễ Eid. Và hôm thứ tư, hàng triệu người hồi giáo Indonesia đã bất chấp tình trạng tắc nghẽn giao thông khắp nơi khi họ bắt đầu hành trình về quê hương trước lễ Eid al-Fitr. Đoạn phim quay bằng máy bay không người lái vào hôm chủ nhật đã cho thấy hàng ngàn phương tiện xếp hàng chợ chờ lên phà tại một cảng biển ở Merak, cách Jakarta khoảng 100 km về phía Tây, trong khi hàng dài xe cộ trải dài ra xa bên ngoài. Hành khách đi phà Sergio Fabian đã cho biết, năm ngoái việc mua vé dễ dàng hơn khi có thể mua vé cùng ngày ngay tại chỗ. So với năm nay, thì khi nhiều người gặp phải vấn đề với hệ thống bán vé trực tuyến. Một người dân tỉnh Lampung, 28 tuổi cũng cho biết, là tôi nghĩ nên sửa lại hệ thống bán vé trực tuyến và có thể bổ sung thêm nhiều tàu và bến cảng để giảm bớt hàng hàng dài để chờ đợi. Theo Bộ Giao thông Vận tải, thì người dân Jakarta bắt đầu rời thủ đô từ cuối tuần qua bằng nhiều phương tiện vận tải khác nhau. Bộ cũng cho biết là khoảng 193 triệu người trên toàn quốc dự kiến sẽ đi du lịch trong ngày nghỉ lễ kéo dài một tuần trong năm nay, cao hơn khoảng 56% so với cùng kỳ năm ngoái. Stammer kêu gọi chính phủ Anh công bố lời khuyên về việc bán vũ khí của Israel. Lãnh đạo phe đối lập Anh là Keir Starmer đã kêu gọi chính phủ công bố tư vấn pháp lý về chiến tranh Gaza ảnh hưởng tới việc bán vũ khí cho Israel. Chính phủ đang chịu áp lực công bố hướng dẫn mới nhất trong khi tuần qua các thành viên của những ngành luật Anh như là ba cựu thẩm phán tòa án tối cao đồng kêu gọi ngừng xuất cảng vũ khí sang Israel, nói rằng điều này khiến Anh đồng lõa với nạn diệt chủng tại Gaza. Anh đã cung cấp 42 triệu bảng Anh, tức là 53 triệu Mỹ Kim vũ khí cho Israel vào năm 2022. Tháng 12, chính phủ tiếp tục xuất cản vũ khí nhưng sẽ bị xem xét. Stammer nói với phóng viên xung đột chấm dứt và chính phủ nên công bố lời khuyên pháp lý của mình hay ít nhất là bản tóm tắt lời khuyên để có thể thực hiện hành động thích hợp liên quan tới việc bán vũ khí cho Israel. Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam hơn 4 triệu Mỹ Kim cho sản xuất nông nghiệp xanh. Bộ Nông nghiệp của Hoa Kỳ vừa mới tài trợ 4.4 triệu Mỹ Kim giúp cho Việt Nam trong sản xuất nông nghiệp nhằm làm tăng năng suất và giảm giảm phát thải ra môi trường, cải thiện độ phì nhiêu cho đất. Truyền thông nhà nước cũng cho biết vào ngày 9 tháng 4 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp cùng với Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA chính thức khởi động dự án sử dụng phân bón đúng. Dự án được thực hiện trong 4 năm với ngân sách dự kiến là là khoảng 4.4 triệu Mỹ Kim được giao cho Viện Nghiên cứu Lúa Gạo Quốc tế IRRI thực hiện. Dự án được khai triển ở 6 tỉnh ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long, gồm có Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Cần Thơ, Đồng Tháp và Sóc Trăng. Theo Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Kepper, thì Hoa Kỳ là nhà nhập cảng nông sản lớn thứ hai của Việt Nam. Hoa Kỳ muốn thông qua dự án này sẽ giúp hỗ trợ về kỹ thuật, đào tạo nông dân trồng lúa ở Việt Nam nâng cao sinh kế, đảm bảo an ninh lương thực và cải thiện sức khỏe đất, xây dựng nền nông nghiệp xanh. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Trung cũng đã cho biết, thông qua dự án này, Bộ mong muốn sẽ nâng cao hiệu quả, hiệu suất sử dụng phân bón, tăng thu nhập cho nông dân và giảm phát thải khí, nhà kính trong trồng lúa và việc sử dụng phân bón đúng. Việt Nam đã phá đường dây cho vay lãi suất lên tới 2.000% do người Ukraine cầm đầu. Cảnh sát Sài Gòn và Khánh Hòa đã phá đường dây cho vay nặng lãi do người Ukraine cầm đầu, bắt giữ hai người Ukraine trong đường dây này vào ngày 8 tháng 4. Cảnh sát nói ước tính số tiền thu lợi bất chính của đường dây này đã lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Truyền thông ngày 9 tháng 4 đã nói Bộ Công an Việt Nam gần đây phát giác nhóm tội phạm nước ngoài liên kết với người Việt thành lập doanh nghiệp sử dụng công nghệ cao, hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn, lãi suất cho vay lên tới 2.000%. Ngày 8 tháng 4, cảnh sát bắt giữ hai người quốc tịch Ukraine là Bugaisky Timur và Karachov Irina, đồng thời khám xét bốn công ty tại Sài Gòn. Theo điều tra được báo trong nước trích đăng, đường dây này do Karenitsky Roman, 38 tuổi quốc tịch Ukraine, đã bỏ trốn cầm đầu. Người này kết hợp với hai người Việt Nam khác hoạt động tín dụng đen qua những ứng dụng easycash.vn, oncredit hoặc là ncredit.asia.com. Theo điều tra, việc cho vay được bắt đầu từ năm 2019. Roman đưa cho người Việt Nam tên là Lê Thanh Huỳnh Cang 400.000 Mỹ Kim, thành lập các công ty tài chính và cho vay. Năm ngoái, Roman đã tiếp tục đưa thêm tới 11 triệu Mỹ Kim. Kính thưa quý vị, cuộc diễn hành quân sự tại cung điện Buckingham đánh dấu kỷ niệm 120 năm ngày thành lập Entente Cordial. Các binh sĩ của Pháp đã tham gia lễ lễ đổi gác tại cung điện Buckingham lần đầu tiên vào hôm thứ Hai ngày 8 tháng 4 để kỷ niệm 120 năm ngày thành lập Entente Cordial là một liên minh có từ năm 1904 nhằm chấm dứt sự cạnh tranh quân sự hàng thế kỷ giữa Pháp và Anh quốc. Và nước Anh chứng kiến hai cường quốc châu Âu, chiến đấu cùng một phía trong gia hai cuộc chiến tranh thế giới. Công tước và nữ công tước xứ Edinburgh của Anh Quốc, hoàng tử Edward và Sophie cũng đã kiểm tra các lính canh từ lực lượng vệ binh Scott của công ty AF của Anh Quốc cũng như là Grandi Republican của hiến binh Pháp trong khi ban nhạc vệ binh Guardia biểu diễn. Trong khi đó thì tại Pháp, quân đội của Anh Quốc cũng cùng với vệ binh Pháp tham gia một cuộc buổi lễ đặc biệt tại điện Elysee với sự tham dự của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và đại sứ của Anh quốc tại Pháp là Mena Rowling. Cả hai buổi lễ, lần đầu tiên ở mỗi quốc gia, kỷ niệm hơn một thế kỷ quan hệ ngoại giao và cũng là một phần của một loạt các sự kiện đã được lên kế hoạch, bao gồm các buổi trình diễn quân sự trên bộ và trên không. Kính thưa quý vị, bản tin vừa qua cũng kết thúc chương trình tin tức tổng hợp buổi sáng nay của đài ABC, có phần trình bày của sư ngôn viên Bảo Khan và Trích Nha. Chúng tôi xin nhân thành cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm đón xem và ủng hộ. Cảm ơn những cơ sở kinh doanh thương mại đồng hành bảo trợ cho đài. xin chúc cho quý vị có một ngày an lạc và hạnh phúc. Xin Ái kính chào quý vị.